Xin chào, tôi là dược sĩ Trang Nguyễn và hôm nay Trang sẽ giới thiệu đến tất cả các bạn những công thức trong việc sử dụng dầu dừa điều trị nám. Nếu như bạn quan tâm thì hãy tham khảo 3 phần mà Trang muốn gửi đến bạn. Đầu tiên đó chính là chúng ta sẽ tìm hiểu về dầu dừa nguyên chất trong việc điều trị nám da như thế nào. Thứ hai là chúng ta sẽ kết hợp cùng với đường nâu. Và thứ ba chính là dầu dừa kết hợp với chanh trong việc hỗ trợ điều trị nám. Nếu như bạn quan tâm về vấn đề này thì hãy tham khảo hết video mà Trang chia sẻ ngày hôm nay nhé. Dầu dừa dường như khá quen thuộc đối với tất cả mọi người chúng ta. Ai cũng biết đến dầu dừa cũng như biết được công dụng làm đẹp của dầu dừa đúng không ạ? Bạn thường sử dụng dầu dừa để chăm sóc cho mi dài da, hay là bạn nuôi dưỡng tóc bóng mượt hơn, hoặc là những bà bầu thì sử dụng dầu dừa để hạn chế những vết rạn trên da, rất là hiệu quả, an toàn, tự nhiên và lành tính, cũng như là đơn giản dễ làm, bạn có thể thực hiện ngay tại nhà và tự làm một lọ dầu dừa cho mình sử dụng, không cần phải mua ở bên ngoài và sợ người ta pha những cái dầu ăn vào đâu. Nhưng mà việc sử dụng dầu dừa trong việc hỗ trợ điều trị nám, các bạn có biết hay chưa? Và tại sao dầu dừa lại có khả năng điều trị nám? Bởi vì trong dầu dừa chứa các axit cực kỳ có lợi cho làn da, nó vừa tăng sức đề kháng cho da, có khả năng làm trắng mịn da, cũng như là giúp cho da của bạn điều trị được những cái sắc tố melanin hình thành một cách hiệu quả. Và nhớ là chỉ mang đến hiệu quả khi những cái vết đám trên da của chúng ta chỉ mới bắt đầu hình thành ở mức độ nhẹ thôi bạn nhé. Ngoài ra thì trong dầu dừa chứa một hàm lượng vitamin E cực kỳ tốt, nó vừa cấp ẩm, chống oxy hóa, làm mịn da và tăng tính đàn hồi cho tất cả mọi người. Như vậy còn chần chừ gì nữa mà chúng ta không tham khảo những công thức sử dụng dầu dừa trong việc hỗ trợ điều trị nám như thế nào? Đơn giản đầu tiên, sử dụng dầu dừa nguyên chất. Bạn chỉ cần rửa sạch da mặt và lau khô đi. Sử dụng dầu dừa nguyên chất đó, bạn có thể dùng bông thấm lên những cái đốm nâu trên da đó, là nám da hay tàn nhang, bạn thấm lên xoa đều nhẹ nhàng. Sau đó bạn massage nhẹ trong vòng 5 phút và lưu lại trên da khoảng 20 phút. Rồi chúng ta sẽ rửa mặt sạch cùng với nước ấm. Thực hiện đều đặn mỗi ngày thì bạn sẽ thấy được hiệu quả cải thiện sau 4 tuần. Công thức thứ hai đó chính là chúng ta sẽ kết hợp cùng với đường nâu. Có nghĩa là bạn sử dụng 2 muỗng dầu dừa, 2 muỗng cà phê dầu dừa, 1 muỗng cà phê đường nâu trộn đều lên. Sau đó bạn dùng hỗn hợp này để massage trên da mặt của mình. Đường nâu thì nó có tác dụng hỗ trợ tẩy tế bào chết cho da luôn, cho nên là sẽ vừa cung cấp ẩm, vừa điều trị nám da tàn nhang, vừa tẩy tế bào chết, làm sáng mịn làn da một cách hiệu quả đơn giản. Nhưng hãy nhớ là massage nhẹ nhàng, không chà mạnh quá, bởi vì hột đường nó rất là to và khi bạn chà quá mạnh thì nó ma sát, nó làm trầy da của bạn, cho nên cần lưu ý vấn đề này. Thì với công thức này bạn chỉ cần thực hiện mỗi tuần 2 đến 3 lần thì sẽ thấy được hiệu quả tốt nhất. Và nhớ là sau 20 phút thì rửa mặt sạch cùng với nước ấm bạn nhé. Công thức thứ ba đó chính là chúng ta sẽ kết hợp dầu dừa cùng với nước cốt chanh. Chanh thì được mệnh danh là một trong những cái loại trái cây được sử dụng trong việc làm đẹp rất là nhiều. Và thường trong các công thức làm đẹp bạn đều thấy quả chanh đúng không ạ? Và hôm nay chúng ta cũng có thể kết hợp cùng với dầu dừa trong việc dưỡng trắng da, điều trị nám cho tất cả mọi người. Bạn chỉ cần kết hợp với tỷ lệ 1:1, có nghĩa là 1 muỗng dầu dừa thì là 1 muỗng cà phê nước cốt chanh, trộn đều lên. Sau đó dùng bông tẩy trang hoặc là bông đó chúng ta thấm và đắp lên mặt. Nơi nào có nám da tàn nhang thì bạn thấm đắp lên trước, và chúng ta lưu lại trên da khoảng 20 phút, sau đó rửa mặt sạch cùng với nước ấm. Mỗi tuần thực hiện từ 2 đến 3 lần để cảm nhận được hiệu quả tích cực nhất mà những cái công thức mà dầu dừa mang đến. Hãy chọn cho mình một cái công thức mà bạn có thể thực hiện đều đặn nhất. Như vậy là các bạn đã biết được dầu dừa ngày hôm nay, ngoài việc dưỡng mi hoặc là dưỡng môi, là làm mượt tóc, thì còn có khả năng điều trị nám da tàn nhang, dưỡng ẩm cho da cực kỳ có lợi nữa. Cho nên các bạn hoàn toàn có thể sử dụng. Nhưng hãy nhớ là sau đó chúng ta rửa mặt sạch cùng với nước ấm để làm sạch trên da. Và những bạn nào
Thường xuyên tiếp xúc với nắng mặt trời thì ngày hôm sau nhớ bảo vệ bằng kem chống nắng để giúp cho da của mình nhanh chóng phục hồi, hạn chế quá trình hư tổn trên da. Nếu như bạn thấy hay thì đừng quên để lại một like cho Trang nhé. Đừng quên bấm nút đăng ký theo dõi kênh của Trang. Và nhớ là bật chuông thông báo để nhận được những video sớm nhất từ Trang. Và một trong những địa chỉ website chính thức quen thuộc của Trang, bạn có thể lên Google và tìm kiếm, đó chính là nguyenthiditrang.com hoặc là dược sĩ Trang Nguyễn hoặc là dược sĩ Thùy Trang. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video tiếp theo.